Hôm nay tụi mình sẽ chơi The Strongest Battleground. Nhưng những nhân vật trong anime sẽ quyết định sức mạnh của tụi mình. Nếu quay chúng nhân vật nào thì tụi mình phải sử dụng những chiêu giống như nhân vật đó. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Land. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Và dòng quay đầu tiên sẽ là của mình, làm ơn hãy cho mình ra con nhân vật đó siêu mạnh. Ê, Dio. À, nhưng mà chiêu nó trong Strongest Battleground là gì vậy? Vậy là bây giờ phải cho anh Dio hả? Anh hút nọc em. Ai anh đâu phải pháp kiều đâu mà làm đó. Ok, và bây giờ sẽ đến vòng quay của Vedat để xem coi em sẽ là thằng Weebu nào. Ui, Tanjiro. Tanjiro đúng không? Không phải đâu, sao Tanjiro được? Nhưng mà em có thể chọn nhiều chiêu thức lại nhau biết không? Kiểu miễn sao nó giống Tanjiro là được. Thì xin giới thiệu với các bạn một tính năng mới của The Strongest Battleground, đó chính là tự custom chiêu chúng ta nha. Anh nghĩ Dio thì sẽ lấy cái skill Evolution Shuriken đi. Và anh sẽ lấy cái chiêu này, Muda. Rồi sau đó tắt Builder Mode và đụng vô cái cục này. Let's go. Ủa nhưng mà sao anh vẫn còn mấy chiêu cũ vậy? Chắc không vậy Tanjiro? Kệ đi, miễn anh không dùng là được. Ok, em chỉ dùng 4 chiêu em custom thôi. Đầu rồi đó Dio. Ui, what the fuck? Mày Ảo à bố. Đây. Dạ, em xài chiêu mod đây. What the fuck? Chiêu này phế với cái gì này đừng lấy rồi. Thế chiêu này thì mày sao? Mày hả cô? Ôi sao không trúng vậy? Chiêu này là Tanjiro là muốn cái gì nè. Nó đi vô là phóng dao vậy nè. À đúng, anh này có coi anime các bạn ơi. Vô đây. Ây da, chân vàng. No. Ủa liên quan. Mày. Ôi. Xem lấy chiêu mạnh như vậy Tanjiro. Cái chiêu đó là dạng bình thường thôi. Chiêu này mới là mod nè. Ôi thằng này nó lấy chiêu mod không các bạn ơi. Nè. Có một rồi nha, có lấy một chiêu mod à. Mày à. Mày ê, sao? Vậy đó. Mày sao bố? Ê, anh nói mình chơi chiêu mod mà anh lấy cái chiêu mạnh nhất luôn các bạn. Anh là Dio mà. Phía sao rồi cu. Mày phải chết. Ủa vậy thôi hả? Ủa gì vậy? Ủa sao em không máu? Có làm luôn. Ủa em không máu? Gà 1-0 rồi đó bạn, các bạn cứ điếm 1-0 sẵn đi. Ây da, em chưa ăn vàng, what the fuck. Hey, các bạn ơi, game lỗi quá, mình đang thật sự khá thất vọng với tựa game này nha. 500 robot của mình nó không gây ra được một đam nào cho nó chứ hả? Ui, Zoro nè. Ui, Zoro. Lần này anh hai tay hai kiếm là mày xong rồi. Có lượt em nè, hồi nãy là nó hên thôi, nghĩ sao? Nghĩ sao mình quýnh không có đam, chiêu cuối á. Gaga hả? À con Gaga này anh nghĩ là giống con Tatsumaki. Ừ, Tatsumaki. Hay lần này phải chọn chiêu thật sự nghiêm túc thôi, tại nãy là mình không biết. Yes sir, các bạn hiểu ý mình chứ. Thôi, và chúng ta sẽ được quyền lấy một chiêu mod nha. Let's go, đi coi build đồ của Zoro sẽ như thế nào đây. Ơi, mà sao chiêu của mình nó bị chồng vô nhau vậy? Thôi, vô nè. Ok, Zoro, vô nè Zoro. Round thứ hai lần này anh không nhường em nữa đâu. Mày ảo không bị đắt. Cút lên trời. Ủa mày vô rồi sẽ cầm có một kiếm vậy. Em muốn coi mấy cái kiếm còn lại của anh không? Ở trong quần anh nè. Ê. Dạ. À, cái gì hả? What the fuck? Chuyện tục quá. What the fuck? Gara, cậu điều khiển két giỏi quá vậy. Mày. Xin xét. Ủa cái gì vậy? What the fuck? Wow. Anh nó chọn chiêu quá đạo quá. Xin lỗi. Cái chiêu gì vậy? Ê, em coi cái cây xung quanh nó biến thành do thái luôn kìa. Úi, gì vậy? Em nắm đầu anh, what the fuck? Chiêu mày vậy mà mày kêu chiêu tao bá đạo. Chiêu của nó vậy mà nó kêu chiêu mình bá đạo. Cái bảo gì vậy? Bảo kiếm thì sao? Bảo kiếm thì sao phớ? Mày, cốt lên trời. Ai. Úi. Zoro bá đạo các bạn ơi, thật sự mạnh đó nha. Rồi, để coi trận tiếp theo ai mới là người được quyền gáy nè các bạn. Lấy con tin là yếu yếu thôi nha. Kaido. Ủa Kaido là xài gì? Gậy bóng chày. Bro, nhưng mà cây gậy bóng chày nó hơi nhỏ so với Kaido, em hiểu ý anh không? Rồi, bây giờ sẽ đến với vòng quay của Vedat. Lần này anh mong em ra con đó. Rồi, Kakashi. Kaido thì chắc là Chariot Pun đi ha. Kiểu sức mạnh tuyệt đối đúng không? Rồi chiêu nào của ta thì gái khúc khó nhất là nghĩ chiêu trong tướng các bạn. Khó vậy. Ok, thì cuối cùng mình đã làm xong một cái build combo cho Kaido. Và thậm chí là mình còn biết chỉnh đổi chiêu mà không bị trùng nữa các bạn, thấy giỏi chưa? Sẵn sàng chưa Vedat? Ok, bắt đầu đi. Anh không biết chiêu con gậy bóng chày này, Grand Slam. Đứng dậy. Mày. Go. Vô đây nè. Thì sao? Này nó bự. Mày chết. Từ từ.
từ Phúc ơi, mày ui sao không văng ra ngoài? Lại này bá vô không, mà nút không vô, sao không vô, sao vô nè vô nè Phúc mày ơi, what the fuck bro, mày hết KKC ơi bay vô đây ấy da, bay cái thằng nhẫn giả chết tiệt này, anh bị lắc thôi ba, sao mỗi lần chơi cái game này với em là bị lắc vậy Phúc? Em hắc ma đúng không? Cao tơ đi mày, cao tơ đi mày ui anh lắc vậy, từ đợi anh tới Phúc ơi, ấy da em làm anh bực rồi đó Phúc, giỏi thì cao tơ cái này đi, sức mạnh cai đô cú đâm quỷ diệt. Em bên này nè ủa sao anh có quá trời chiêu luôn xong, rồi anh đấm xong anh hồi full cái máu luôn kìa lên mày home run nè con, cái gì phế quá mày quay kick thằng này nó hấp tới quậy ngon bro, em phải chết. Mấy chiêu đó cũng hợp với Kaido mà, thì sức mạnh của Kaido là vậy đó, quýnh boss mà tứ hoàng chứ đâu phải giỡn đâu không, mày hả mày đất, mày phải chết luôn rồi, mày phải chết home run. Ui Phúc ơi biết chuyện không? Kaido V2 tới chơi bro. Gì có vụ xài mod trong chế độ này nữa vậy? Mày... Thì sao? Ơi. Sao em né cái nhảy của anh được vậy? Nó giả làng lá. Hiểu luôn đây. No. Là làng lá mà lên, em là cũng là một con cơ ghê đó. Ai cái bà đó ghép mấy cái meme mà kiểu tật vô hài đó không anh nói thiệt. Trận này căng thẳng quá các bạn ơi. À da. Mày. Cái gì vậy? Quá. Không ngờ với sức mạnh của Kaido mà được hồi máu tới tận 3 lần mà mình vẫn thua. Không sao các bạn ơi, chỉ mới có 2 trận thôi mà. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi mình quay được con Ichigo. Ê mà con này nghe phế quá thật sự luôn á. Rồi đến lượt của Vidac nè, đấu kiếm với nhau Phúc. Quay ra Sung Jin Woo, anh em mình đấu kiếm nhau đi. Ấy thiệt kìa. Levi. Đấu kiếm này Phúc, em muốn đấu kiếm không? Thì sao hồi dắt óc suy nghĩ mà đã tìm được 4 chiêu siêu phù hợp cho con Ichigo thợ săn linh hồn này. Của em là gì ạ? Levi Ackerman hả? Đúng rồi. Oh no, thợ săn Titan các bạn ơi. Hôm nay là cuộc đấu kiếm với hai kiếm sĩ mạnh nhất lịch sử nha. Sẵn sàng chưa Levi Ackerman? Nhưng mà tao cũng ghê không kém đâu. Ghê đó. Ủa dở bro. Bro, thằng này đu dây thiệt các bạn ơi. Ờ, Ackerman là đu dây gì đó. Nó thật sự là đu dây kìa. Tròn rồi là mình. Mày đừng có giỡn. Mày ảo. Thằng này đu dây nhiều quá các bạn ơi, đừng đu dây nữa. Đáp xuống đất chơi nè. Ây da. Đu dây là nó hay không? Em biết một cái chiêu đó nửa cái máu không vậy không? Đừng có bắt anh xài chiêu này vậy không? Chiêu hoài vậy. Mày ui. Ôi. Ủa hắn này hả? Hey bro, em có thấy công bằng trong cái game này vô không? Mình vẫn còn hy vọng là kèo. Ê, sắp hết anime rồi, dòng sau là thêm anime vô nha. Sức mạnh hắc ám. Bây giờ sẽ đến lượt với Đắc, bởi vì trận này mình chắc chắn sẽ chiến thắng rồi các bạn ơi. Ê, đừng nói em lấy full awakening chiêu của con. Nhưng mà vậy mới giống trong phim chứ. Nhưng mà theo mình nghĩ nha, nếu là một con người đàng hoàng thì chắc không ai làm vậy đâu các bạn ơi. Mình nghĩ vậy thôi nha. Mong là Vidac sao trận này nó không giận mình nha. Chỉ có 11 chiêu thôi mà. Tại vì mình là Sung Jin Woo các bạn, kiểu main hệ thống mà mình muốn nhiều chiêu không được. Mày để coi chiêu của em là cái gì. Sức mạnh hệ thống. Vô. Ủa sao anh là người dính chiêu? What the fuck? Tại em mới đi nhật chính. Anh là Sung Jin Woo mà. Không thể nào, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Mày hả mày đã, what the fuck bro. Rồi chạy đi. Phúc, đừng, tha cho đi Phúc. Nói nghe này, em bình tĩnh đi em hiểu không? Anh ơi trời, mình tha cho nó xong làm cho đó. Ren cung cư, mày chứ là con. Ủa gì vậy? Ủa? Em làm mấy cái trò phản cảm quá lên ơi. Phúc ơi, bình tĩnh. Bro, what? Kết liễu cho nhanh ha. Ui. No. Thằng môi da đen.
Hay, nói chung thì sao trận chiến này mình cũng đã hiểu được con người của Vi Đắc rồi đó các bạn. Biết ai không? Biết ai không? Chồng em. Và bây giờ sẽ đến với vòng quay của Vi Đắc để xem coi sức mạnh nào sẽ là của em đây. Vô trong game này làm gì có chiêu bắn quả cầu đâu ba. Rồi bá cho mình nút đi, bá cho mình nút đi. Đợi tới anh tạo combo của con Todoroki siêu cấp đẹp trai của anh phát. Thì sao hồi suy nghĩ mình đã tìm được con giống Todoroki nhất, đó chính là cú đấm sấm sét. Đó ghê chưa? Lửa nè cu. Mày. Ồ, mạnh đó. Ghê chưa? Phát quy sức mạnh đi. Vô chưa? Mẹ nó thắng trong nó ảo các bạn ơi. Mày xạo, vô. Vậy ui, hả? Slow motion luôn kìa, thấy không vậy? Ôi, gì vậy hả? Ủa gì vậy? Có gì không? Như cái đó là cái này hay gì nè? Ủa? Ôi, chạy đi. Bro, what? À, em mạnh tới mức mà anh không thể di chuyển trước mặt em luôn á. Các bạn xem mình à, thật ra cái này dễ counter thôi mà. Đầu tiên các bạn bấm số 4. Ôi. Yeah bro. À, thì nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Còn giờ thì... Wait, bye bye.